Trong tất cả các loại buffet ấy, thì hình như cái buffet Tteokbokki là rẻ nhất rồi hay sao anh em ạ? Bởi vì chỉ có hơn 100 nghìn thôi là mình được ăn thoải mái, không giới hạn. Cả lẩu, cả hải sản, ông quầy lai, đồ chiên, các loại gà rán, cơm mì, miến, tẹt ga. Thế nhưng mà tuy nói là vậy, mình phải tìm hiểu kỹ càng là xem như nào, bởi vì hải sản là hải sản gì? Mà đồ chiên thì là đồ chiên gì? Trước tiên ấy thì thăm khám quầy đồ rán trước thì bao la bát ngát là đếm mãi không hết luôn anh em ạ. Nhưng mà hấp dẫn đối với tôi là các loại gà rán này này. Từ vị nguyên bản cho đến các loại sốt, đây có cả món mới là cái gà sốt kem hành này, lần đầu tôi thấy, mặc dù tôi ăn mayo mấy lần rồi. Nói thật là bình thường hơn 100 nghìn ấy còn chưa mua đủ một phần, thế mà ở đây lại buffet ạ. Bánh mì chiên với cả chả cá là hai món mới, trước tôi ăn này chỉ có cái cong cong này thôi chứ cái loại thẳng thẳng này là loại mới, hình như trộn thêm cả rau củ sao ấy. Nước lẩu thì anh em pha thì hướng dẫn nhá, như tôi mỗi thứ một tí là ngon, xong rồi mình cho lẩu thái nhiều lên một chút ăn là auto ngon. Quầy tteokbokki với cả rau củ cũng đa dạng phết. Còn hải sản đây tôi thấy mực tôm ngao, cũng mà riêng thịt bò ấy muốn ăn thì phải mua thêm anh em ạ. Trong ba món mới này tôi thấy cái gà sốt kem hành là ổn áp nhất này, vỏ nó vẫn nóng giòn quyện sốt, sốt béo với cả hơi chua nhẹ tí là ăn không bị ngán mấy loại sốt cũ, vị hành cũng không hăng. Bánh mì với cả chả cá thì bình thường, gọi thêm mà lựa chọn thôi. Hết bữa thì vẫn phải làm tí lẩu, anh em mà lấy cái tốc dài dài hoặc là cái nhân phô mai như là bảo ngon nhá. Nước lẩu ấy nay tôi tự pha quá là ngon rồi. Thích nhất ở Manjo đi ăn không phải xếp hàng hay chờ đợi gì cả, thoải mái rộng rãi mà hay có khuyến mãi. Như tôi đi ăn giờ trưa đi 4 tính 3, đi 4 đứa nên là chỉ còn hơn 100 nghìn một người. Quá là rẻ luôn. À mà anh em hỏi tôi ăn đâu không phải chờ, tôi ăn ở Bixi Thăng Long nhá.